vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Kiện mãi không được nuôi con, MC Quỳnh Chi ký giấy cho chồng cũ, đưa quý tử sang Mỹ. Hiện con trai của MC Quỳnh Chi đã học ở Mỹ được 5 năm. Cô vừa hoàn tất thủ tục ký giấy ủy quyền để con trai chính thức định cư tại xứ sở cờ hoa. Cuối năm 2015, MC Quỳnh Chi và chồng thiếu gia ly hôn trong ồn ào vì những mâu thuẫn suốt 3 năm chung sống được người trong cuộc kể hết. Thời điểm đó, nữ MC sinh năm 1990 cho biết cô đã trở về với cuộc sống độc thân và thất bại trong việc giành quyền nuôi con, trai gia phúc với chồng cũ. Có thời điểm Quỳnh Chi từng quyết tâm giành quyền nuôi con suốt 2 năm, tuy nhiên vì tương lai của gia phúc, cô đã buộc lòng để chồng cũ chăm sóc và đưa bé đi du học tại Mỹ. Chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với chồng cũ sau những tranh cãi suốt nhiều năm sau ly hôn, Quỳnh Chi cho biết cả hai đã trở thành bạn, thường xuyên trao đổi về chuyện chăm sóc con cái. Trước đó, người đẹp từng công bố cuộc nói chuyện giữa cô với thiếu gia Trần Văn Chương cùng con trai. Trong đó, cô gọi chồng là bạn bố của con tôi, con trai là bạn con, riêng chồng cũ gọi Quỳnh Chi là mái chi, sưng ba Chương. Mới đây, Quỳnh Chi chia sẻ con trai hiện 8 tuổi, sống cùng bố ở Mỹ đã vài năm. Cô thừa nhận thời gian đầu vẫn chưa quen với việc con trai sống xa mẹ, nhưng không thể phủ nhận bé Gia Phúc đang được học tập và phát triển rất tốt cùng bố ở nước ngoài. Quan sát con trai qua cuộc gọi clip mỗi ngày, tôi thấy cuộc sống của bé ở Mỹ rất an toàn. Một đứa bé ở tuổi của Gia Phúc chỉ cần có thế, khi chưa làm được gì cho con, tôi không muốn tước đoạt những điều tốt đẹp con đang tận hưởng, Quỳnh Chi nói. Hình ảnh bé Gia Phúc ở Mỹ thường xuyên được Quỳnh Chi chia sẻ. Quỳnh Chi luôn cố gắng giữ liên lạc để con trai dù ở xa vẫn cảm nhận được tình cảm của mẹ. Mỗi ngày hoặc cách ngày từ lịch làm việc, cô hỏi han tâm sự cùng con từ 8 giờ đến 9 giờ sáng. Lúc ấy ở bên Mỹ là thời điểm bé Gia Phúc sắp đi ngủ. Con trai Quỳnh Chi theo bố sang Mỹ sống một thời gian. Gần đây chồng cũ của nữ MC muốn con trai định cư tại xứ cờ hoa nên cần mẹ của bé ký giấy ủy quyền. Đắn đo suy nghĩ một thời gian, Quỳnh Chi đã chấp nhận đề nghị của chồng cũ. Cô chia sẻ trước đó từng nhiều lần ngỏ ý mong con về Việt Nam nhưng bé đều từ chối. Tôi từng chia sẻ là nếu bé chịu về cùng mẹ, tôi sẽ cho bé học tại trường quốc tế. Tới lớp 9 bé sẽ đi du học. Khi ấy con tôi dù nhỏ tuổi nhưng đã suy nghĩ và trả lời mẹ rằng muốn học tại Mỹ, lý do là Gia Phúc đã quen cuộc sống tại đây và có rất nhiều bạn thân là người Việt trong cộng đồng. Đó là ý muốn của con nên tôi chấp nhận, Quỳnh Chi chia sẻ. Chính vì những câu nói và chia sẻ của con mà Quỳnh Chi dù đau lòng, do phải xa con nhưng vẫn chấp nhận ký giấy để con định cư bên Mỹ. Gia Phúc cũng luôn nói, con thương mẹ sẽ không quên mẹ, khiến cô cảm thấy được an ủi phần nào. Quỳnh Chi chia sẻ, con trai rất ít khi nói chuyện điện thoại lâu với người thân trừ mẹ. Dù trái múi giờ và khó khăn trong liên lạc, Quỳnh Chi vẫn sắp xếp trao đổi hình ảnh của con thông qua người cô đang chăm sóc bé ở Mỹ. Kể từ khi con trai sang Mỹ du học, Quỳnh Chi đau lòng vì hiểu hoàn cảnh và tiềm lực kinh tế của mình không đủ để theo con. Cô trải lòng, sáng tôi đi làm, tối về chỉ biết nhìn ảnh con và khóc. Nhưng lúc đó tôi không có đủ tiềm lực để lặn lội sang Mỹ giành quyền nuôi con. Với tôi đó mãi là một nỗi đau, nhưng sau đó tôi nghĩ mình không thể buồn đau hoài được. Tôi thấy mình phải sống tiếp và sống tốt. Động lực vượt qua nỗi buồn của tôi khi đó là tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội, tôi lao mình vào công việc. Dù ở xa nhưng Quỳnh Chi vẫn thường xuyên trao đổi về việc học của con trai. Qua cô của bé, vì con trai được chăm sóc bởi bà nội, bố và nhiều người thân trong gia đình, nên nữ MC chính ít yên tâm về môi trường con đang phát triển. Chia sẻ về quý tử 8 tuổi, Quỳnh Chi vui vẻ. Vì bé nghe lời biết yêu thương và tự chăm sóc bản thân, học tính tự lập khi bố nghiêm khắc chỉ bảo, cô kể, tôi thấy Gia Phúc vừa học vừa chơi và được rèn những thói quen tốt như tự lập, tưởng tượng và đặt câu hỏi. Rất nhiều lần tôi phải ngạc nhiên về khả năng sáng tạo, sự năng động và đánh giá vấn đề của con, mặc dù bé mới 8 tuổi. Con tôi không được dùng iPad, bé giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Anh, nhưng ở nhà vẫn dùng xen kẽ tiếng Việt. Mỗi tuần tôi đều thường xuyên gọi cho con, chủ yếu đặt câu hỏi để hiểu hơn về con. Tôi vẫn nhớ khi tôi dẫn con đi ăn ngồi vào bàn, bé sẽ không ngồi yên tự động lấy ly úp xuống, rồi lấy đồ chơi bỏ vào và đề nghị tôi đoán thử xem bé mới bỏ đồ chơi vào ly nào. Trò chơi đơn giản nhưng đủ để hai mẹ con chơi rất vui vẻ. Tới khi ăn xong, khi rảnh con sẽ chơi cờ mà tôi mua, vẽ truyện tranh tự đóng kịch. Quan sát con, tôi thấy bé học hỏi rất nhanh, chơi cờ giỏi, có trí tưởng tượng, khả năng vẽ rất tốt. Khi xem hoạt hình, con cũng nói được là tại sao mình lại thích xem bộ phim này, chứ không phải bộ kia, nhân vật có điểm gì tốt và điểm gì chưa tốt.
Sau khi ly hôn, Quỳnh Chi lao đầu vào công việc nghệ thuật kinh doanh để xây dựng cuộc sống mới. Tuy nhiên, cô chưa nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn lần nữa. Hiện tại, Quỳnh Chi chia sẻ đang cố gắng sắp xếp công việc để trở lại Mỹ thăm con sớm nhất sau khi dịch Covid-19 qua đi. Nhắc đến chuyện tình cảm sau khi trải qua cuộc sống hôn nhân không mặn mà, Quỳnh Chi mong muốn sẽ dành thời gian xây dựng sự nghiệp, kinh tế chắc chắn để có thể làm nhiều điều cho con. Cô thừa nhận, làm việc trong môi trường showbiz, nói không được ai theo đuổi nghe không hợp lý. Tôi đi nhiều, tiếp xúc nhiều nên có người thương và muốn che chở là chuyện bình thường. Nhưng hiện tại tôi chưa muốn tiến thêm bước nữa. Vài năm tới tôi vẫn chưa có ý định đó. Nếu kết hôn nữa tôi sẽ bị phân tâm nhiều. Tôi không muốn lặp lại điều đó. Từ giờ đến vài năm tới tôi muốn dồn sức cho công việc. Chuyện yêu đương có thì hạnh phúc, không thì cũng tốt thôi, bởi tôi sẽ có thời gian theo đuổi mục tiêu tài chính. Sự thật, mối quan hệ của Lâm Vĩ Dạ và tình cũ có tình bạn sau chia tay. Khoảng thời gian gần đây thì chúng tôi mới bắt đầu thân hơn, mới bắt đầu cởi mở hơn với những cái chia sẻ trong cuộc sống. Anh Đức, tình cũ Lâm Vĩ Dạ chia sẻ. Mối quan hệ của Lâm Vĩ Dạ và tình cũ anh Đức từng nhiều lần được đề cập đến. Bản thân hai người cũng thường xuyên chạm mặt tại các chương trình truyền hình. Nhiều lần cả hai còn tỏ ra cà khịa nhau, thậm chí Lâm Vĩ Dạ bị cho là bắt nạt tình cũ. Trong chương trình Sức Sống Thanh Xuân mới đây, diễn viên anh Đức đã có nhiều chia sẻ cùng với các đồng nghiệp về mối quan hệ gần đây với Lâm Vĩ Dạ. Khi nhắc đến vấn đề tình bạn sau chia tay, tuy nhiên không phải ai cũng đồng tình với anh. Anh Đức chia sẻ mối quan hệ với Lâm Vĩ Dạ trên sóng truyền hình trước mặt các đồng nghiệp. Khi MC Úc Thanh Vân đặt câu hỏi về tình bạn khác giới, anh Đức thẳng thắn chia sẻ, bạn thân khác giới có thể có, nhưng nó phải có những giới hạn nhất định ở mức độ bạn bè, chứ không thể nào vượt qua đó được. Thực ra vẫn có những khoảnh khắc nhất định giữa nam và nữ. Suy nghĩ của anh Đức nhận được sự đồng thuận của Úc Thanh Vân. Nữ diễn viên cũng bày tỏ bản thân là người khó chịu với những mối quan hệ thân thiết quá mức giữa nam và nữ, đặc biệt là những mối quan hệ xung quanh ông xã Chí Rùa. Anh Đức còn đề cập đến nhân vật bạn thân khác giới của anh, và đó không phải ai xa lạ, mà chính là diễn viên Lâm Vĩ Dạ. Khi còn là diễn viên học chung tại trường sân khấu, hai nghệ sĩ từng có thời gian tìm hiểu và yêu nhau. Sau đó vì một vài hiểu lầm, chuyện tình kết thúc trong êm đẹp. Cho đến giờ anh Đức và Lâm Vĩ Dạ vẫn là những người bạn tốt. Diễn viên anh Đức khẳng định tình bạn khác giới luôn tồn tại. Bản thân anh cũng có mối quan hệ khá tốt đẹp với diễn viên Lâm Vĩ Dạ sau khi chia tay. Anh Đức từng chia sẻ trên báo, lúc trước tôi rất nhát, Lâm Vĩ Dạ là người chủ động tấn công và sau đó chúng tôi quen nhau. Nhờ Dạ mà tôi cũng cởi mở vui vẻ hơn. Sau một thời gian chia tay, anh Đức Lâm Vĩ Dạ đã kéo gần khoảng cách, trở thành bạn thân của nhau. Khoảng thời gian gần đây thì chúng tôi bắt đầu thân hơn, mới bắt đầu cởi mở hơn với những cái chia sẻ trong cuộc sống. Nhưng dầu gì đi nữa anh Đức vẫn giữ những khoảng cách nhất định vì Dạ có gia đình rồi. Đức luôn ý thức điều đó và giữ khoảng cách nhất định. Mình chia sẻ việc gì cũng ở một mức độ nhất định để đôi bên đều cảm thấy thoải mái, anh Đức cho biết. Nam diễn viên cũng nói thêm mối quan hệ của anh và chồng Lâm Vĩ Dạ là diễn viên Hứa Minh Đạt vô cùng tốt đẹp. Anh em vui vẻ mỗi khi gặp nhau vì bản thân luôn biết điểm dừng trong mối quan hệ bạn bè với người cũ, tránh sự khó xử cho đôi bên. Dù ủng hộ anh Đức nhưng Lê Lộc là quyết liệt hơn, cô khẳng định bản thân không bao giờ cho phép sự tồn tại của tình bạn khác giới. Con gái Lê Giang lập luận, mình là phụ nữ thì bạn thân là nữ mới hiểu hết chuyện để chia sẻ cùng nhau, chứ khác giới đôi lúc không đồng điệu được. Nếu mà nói là bạn thân khác giới, Lộc cho rằng đó chỉ là một cách để người ta muốn tiếp cận mình dễ dàng hơn thôi. Bản thân em cũng không cho phép có tình bạn này. Phương Trinh Julie tiết lộ tình trẻ tin đồn Lý Bình là bạn thân khác giới của cô. Phương Trinh Julie lại cho rằng bản thân khác giới là điều hoàn toàn bình thường và bản thân nữ diễn viên vẫn đang có một vài mối quan hệ như vậy. Cô cũng tiết lộ tình trẻ tin đồn Lý Bình là bạn thân khác giới của cô. Hai nghệ sĩ cũng dính tin đồn yêu đương trong một thời gian dài khi nam diễn viên làm đạo diễn và đóng nam chính trong MV Nobody Like You của nữ ca sĩ. Phương Trinh Julie và Lý Bình chưa bao giờ xác nhận mối quan hệ này qua sóng truyền hình, cả hai khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết. Sau những tin đồn yêu đương, Phương Trinh Julie cho biết Lý Bình là bạn thân khác giới của mình. Minh Hằng hé lộ không gian sống sang chảnh của Hoàng Thùy Linh. Minh Hằng tiết lộ không gian sống vô cùng sang trọng đẳng cấp của nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh vừa mới mua. Hoàng Thùy Linh là một trong những nghệ sĩ có hoạt động nổi bật nhất trong suốt thời gian qua, với nhiều sản phẩm chất lượng. Bên cạnh đó, đầu năm 2020, Hoàng Thùy Linh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ thông tin vừa mua nhà cho bản thân sau nhiều năm làm việc chăm chỉ. Hoàng Thùy Linh sở hữu căn nhà tiền tỷ với không gian sống sang chảnh sau nhiều năm làm việc. Minh Hằng hé lộ không gian nhà Hoàng Thùy Linh vô cùng sang trọng đẳng cấp sau khi được nới lỏng giãn cách xã hội. Vừa qua, nhóm bạn thân của Hoàng Thùy Linh gồm Minh Hằng, Khả Ngân đã tranh thủ thời gian để tới nhà nữ ca sĩ ăn mừng tân gia. Tại đây, Minh Hằng đã quay mọi góc ngách tiết lộ không gian sống vô cùng sang trọng của Hoàng Thùy Linh. Căn penthouse vô cùng rộng rãi và sang trọng của Hoàng Thùy Linh.
Căn hộ của giọng ca Để Mị Nói Cho Mà Nghe được trang trí với tông màu chủ đạo trắng đen, xám, tạo cảm giác thoáng đãng. Dễ dàng nhận thấy phòng khách của căn hộ khá rộng, cùng với đó là có khá nhiều bức tranh do chính Hoàng Thùy Linh vẽ mỗi khi rảnh rỗi. Chính Minh Hằng cũng phải thốt lên, nhà Hoàng Thùy Linh quá rộng, quá đẹp. Căn hộ của Hoàng Thùy Linh bên dưới là phòng khách, bếp, bên trên lầu là phòng ngủ và phòng đồ. Những bức tranh do chính chủ nhân ngôi nhà vẽ. Phòng làm việc của nữ ca sĩ có khá nhiều cúp, các giải thưởng. Minh Hằng cũng tiết lộ sở thích nuôi mèo của Hoàng Thùy Linh khi cô nàng có đến 3 chú mèo đắt tiền. Không gian bếp hiện đại rộng rãi là nơi Hoàng Thùy Linh thường xuyên sử dụng trong mùa dịch. Hoàng Thùy Linh chăm mèo tập nấu ăn khi ở nhà chống dịch. Chia sẻ với khán giả về khoảng không gian ở nhà chống dịch Covid-19 vừa qua, Hoàng Thùy Linh khá lạc quan. Cô nàng tâm sự mình có thể học nấu thêm nhiều món ăn ở nhà cùng gia đình và ngồi vẽ tranh giải trí. Bên cạnh đó, cô cũng có thêm thời gian chăm sóc đàn mèo cưng của mình. Năm 2019 được coi là một năm rất bận rộn với Linh khi liên tục phải ở trên máy bay rồi đi diễn. Mình không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Chính vì vậy, Linh coi đợt nghỉ dịch này chính là cơ hội để mình vừa có thể nghỉ ngơi bên gia đình, chăm chú mèo nhỏ và tập tành nấu nướng, vẽ tranh lại nhiều hơn. Đây đều là những thứ mà Linh đã bỏ quên trong suốt thời gian dài, lại khiến bản thân không bị nhàm chán khi ở nhà. Mọi người cũng nên ở nhà đồng hành, đẩy tan dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như gia đình, Hoàng Thùy Linh tâm sự. Sau hàng loạt giải thưởng, khán giả đang rất mong chờ Hoàng Thùy Linh sẽ bùng nổ hơn nữa trong thời gian tới với nhiều sản phẩm chất lượng.